Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia mẫu trình để góp nhận 10 triệu tốc cần lớp nha bạn. Thì để tham gia dự án này, các bạn click phần link mô tả dưới video trong Start Support. Rồi mình ghét được 10 triệu tốc cần lớp này. 10 triệu tốc cần lớp khoảng 8,2 quên chú. Rồi bấm video đầu tiên, các bạn join kênh group nè. Dự án này của game rất là ngon các bạn. Tiếp tục xem tiếp lên seller đi. Tiếp tục follow Twitter và retweet bot tăng 3 người bạn nữa. Xin Twitter này bạn theo dõi nè các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Các bạn vào đây các bạn retweet tăng 3 người bạn của nó nè. Các bạn like nè. Các bạn chia sẻ cái tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn bên vào nè. Rồi bạn tweet like nè. Sau đó bắt đắp lên nè. Submit tên. Rồi các bạn bấm set down nha, set down nha bạn. Các bạn copy nữa nè, set down. Rồi submit you mở đầu file Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp ba gạch cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè, gọi là cho bot nè. Rồi submit you Twitter link đúng không? Rồi bạn sẽ đón nữa các bạn. Thank you. Rồi tiếp tục con gửi địa chỉ send blockchain in wallet address info wallet. Ok, nó kêu gửi thông tin địa chỉ với blockchain wallet. Thì các bạn cùng địa chỉ với BNB Smart Chain trên YouTube wallet, hoặc là ETH trên YouTube wallet của các bạn không được nha bạn. Các bạn dán vào đây nữa. Rồi bấm vào get link và lấy liên ghép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.